Hello cả nhà, hôm nay mình xin được chia sẻ với cả nhà món bánh cuốn đổ bằng chảo điện 8 inch. Rất nhanh, gọn và bánh thì ngon không thua kém gì với bánh cuốn đổ bằng vải. Chiếc máy nhỏ 8 inch này, nó chỉ lớn gấp đôi chiếc máy nhỏ 4 inch lúc trước mà mình đã chia sẻ với cả nhà để đổ bánh quai vạt, bánh bột lọc trần. Chiếc này rất là nhỏ, gọn và rất tiện lợi. Các cô, các dì không cần phải đứng trong bếp lâu, sẽ đau chân, mỏi chân thì các cô, các dì có thể gắm ở những cái ổ điện giữa nhà hoặc có thể là ngồi ngay dưới đất và đổ rất là thoải mái. Đây là dĩa bánh cuốn được đổ bằng chảo điện 8 inch, được ăn với giá trụng, hành hương, và rau quế thái mẫm cùng với chả chiên. Bây giờ chúng ta sẽ find out, sẽ tìm hiểu xem thử chiếc máy này đổ nhanh và gọn như thế nào nha. Đây là hỗn hợp bột để đổ bánh cuốn. Sẽ gồm có là một gói bột Vĩnh Thuận và trộn với 1.200 ml nước, tức là tương đương khoảng 1.130 gram, quậy đều, sau đó để qua tủ lạnh qua đêm. Qua ngày hôm sau thì mình sẽ lấy cái số nước lạnh ở phía trên ra và đổ vào nước nóng bằng cái số lượng đã lấy ra. Sau đó thì bỏ thêm một muỗng teaspoon của dầu ăn và một chút xíu muối. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bếp để đổ bánh cuốn bằng chảo điện. Thì trước hết chúng ta sẽ cần đến một cái tray không dính để khi mà lấy bánh ra nó không phải dính. Và đồng thời chỉ cần dùng một cái miếng giấy như thế này nhúng ướt để cầm cái máy cho khỏi bị nóng tay, mà không cần phải dùng đến cái gì cầu kỳ hoặc là nó sẽ choáng nhiều chỗ. Hôm nay mình sẽ đổ trước cho các bạn xem một máy và sau đó thì mình sẽ chia sẻ cái cách đổ bằng hai máy cho nó nhanh và gọn. Trước tiên thì các bạn cứ dùng một máy trước cho nó quen tay rồi sau đó sẽ dùng đến hai máy. Bây giờ thì máy đã bắt đầu nóng. Nhớ là chúng ta sẽ quậy đều bột trước khi đổ vào máy nha. Sẽ lấy một cái muỗng như thế này và nghiêng cái máy lên, đổ mạnh tay ngay ở chính giữa máy. Vừa đổ xuống thì chúng ta sẽ vừa lắc cái máy để cho bột nó xoay đều trong chảo. Đó, xong đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp lại khoảng chừng vài phút. Vài phút thôi thì chúng ta sẽ dỡ máy ra và lấy bánh. Thông thường thì ở nhà mình sẽ dùng hai máy cho nên làm rất là nhanh. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trước về cách đổ bánh cho nó quen tay. Sau đó thì các anh chị có thể dùng hai máy. Đó, bây giờ thì bánh đã chín. Nhưng mà make sure là mình phải để cho cái bánh nó gọi là chín chắc. Chín chắc để cho khi cái bánh nó đã có những cái gỡ chung quanh cái khuôn của cái vành thì bánh nó lấy ra nó mới được nó mới đẹp. Cho nên là khi bánh chín xong thì mình phải để cho bánh chín chắc một chút xíu trước khi lấy ra khỏi khỏi lò. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái xúc như bảng to như thế này. Đó, lấy ra và lật úp lại, gỡ bánh xuống. Nếu trường hợp bánh nó như thế này thì không cần phải lo, mình sẽ có thể kéo cái bánh nó ra. Đó, các bạn thấy bánh rất là mỏng. Trong khi trước khi mà mình bỏ nhưng vào trong cái bánh thì mình sẽ đổ vào trong máy cái thứ hai để chuẩn bị nghiêng, nhớ là nghiêng cái máy lên và đổ mạnh chính giữa, lắc tay cho đều để bột tròn.
Trường hợp mà nó có thiếu vài chỗ, mình có thể vá víu, không cần phải lo lắng. Đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nhân vào trong bánh. Nhân thì thường thường mình sẽ để ở cái phần cuối chính giữa, gấp hai bên lại với nhau và đồng thời cuộn tròn bánh. Trước khi mình cuộn tròn bánh thì mình sẽ dỡ cái nắp bánh ra, dỡ cái nắp nồi ra để cho bánh chín chắc. Đó, các bạn thấy chưa, đã xong một cái rất là nhanh, bánh rất là mỏng. Các bạn nhớ là bánh phải chín chắc thì bánh khi gỡ ra mới đẹp mắt được. Cái máy này rất là gọn. Đó, bây giờ các bạn, để các bạn thấy chưa, bánh nó gỡ lên như thế này, lấy ra và úp xuống lại ở bên kia. Bánh có thể kéo ra cho thẳng thớm mà không cần phải lo gì cả. Bây giờ trước khi bỏ nhân vào thì mình lại đổ bột vào trong máy. Cứ như vậy, mình cứ luân phiên làm như vậy thì là gói bánh xong, đổ bột lên, bỏ nhân vào, lại đổ bột tới, tức là mình đều đặn như vậy. Cho nên mình sẽ luân phiên mình làm. Khi mình làm hai máy thì nó sẽ nhanh và gọn, mình không phải chờ lâu. Đó, bây giờ thì mình sẽ bỏ nhân. Thì trong cái video này mình không chia sẻ, cho nên các bạn có thể đón xem video tới về cách chia sẻ làm nhân của mình nha. Thì hoặc là các bạn có thể làm theo ý thích của gia đình mình, có thể bỏ bất cứ nhân nào cũng được. Bây giờ mình sẽ gỡ bánh lên, gỡ nắp lên để cho bánh chín chắc. Đó. Trong lúc này thì mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng hai máy để chia sẻ cho các bạn cách sử dụng hai máy như thế nào cho nó nhanh và gọn nha. Đó. Trong khi chờ bánh bên này chín chắc thì mình sẽ bắt đầu đổ bột vào trong cái khuôn thứ hai. Nhớ là mình sẽ cầm cái máy dỡ lên và đổ ụp ngay chính giữa mạnh và lắc đều tay để cho bột xoay đều. Đó. Bây giờ thì cái chiếc bánh này đã được chín chắc và sửa soạn để lấy ra. Đó, các bạn thấy chưa? Dỡ lên và lắc ụp xuống phía mặt bên kia. Kéo ra cho nó thẳng thớm, không có gì phải lo cả. Rồi trước khi mình để nhân vào trong bánh, trong cái bánh này, mình sẽ đổ bột vào trong cái máy. Đó. Dỡ cái máy lên, đập ập ngay chính giữa và xoay tròn máy. Nhớ là đừng lo nha, nếu nó có những cái chỗ hở thì mình sẽ bỏ bột thêm vào, chứ không có gì phải lo cả. Trước khi bỏ nhân vào trong máy này, trong cái bánh này thì mình lại dỡ cái nắp kia của cái máy nọ để cho bánh chín chắc. Và bây giờ mình sẽ bỏ nhân gấp đôi hai bên lại, cuộn tròn lại. Đó. Bánh xong rất là ngon. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị, mình lấy bánh này ra thì mình sẽ dỡ cái nắp bên này lên để cho bánh chín chắc. Cứ như vậy mà mình cứ tuần tự mình làm từ bánh này qua bánh kia. Đó, các bạn thấy chưa, cứ gỡ xuống. Đó. Đừng lo là sợ nó không có thẳng vì mình có thể kéo ra các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình lại đổ bột vào trong cái máy kia trước khi mình bỏ nhân vào trong cái bánh này. Các bạn thấy chưa, cứ luân phiên như vậy thì cái mình không cần phải chờ lâu. Đó, ụp mạnh vào chính giữa máy, xoay đều và đậy nắp lại. À, bây giờ mình bỏ nhân vào trong cái máy này. Nhưng nhiều hay ít thì tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Đó, mình cuộn tròn như thế này nhanh, mình có thêm một cái bánh nữa. Đó, bây giờ mình lại lấy cái bánh này ra vì nó đã chín chắc. Trước khi lấy bánh này ra thì dỡ cái nắp bên kia để máy bên kia chín chắc. Đó, các bạn thấy chưa, cứ luân phiên như thế này thì mình làm rất là nhanh để có một cái dĩa bánh.
Bởi vậy cho nên mình muốn chia sẻ với cả nhà mình cái cách đổ bánh cuốn bằng cái chảo điện này, vì mình thấy nó rất là tiện và rất là nhanh. Thêm một cái điều quan trọng nữa là các cô các dì nếu mà trường hợp không đứng được lâu ở trong bếp thì có thể gắm ở bất kỳ cái ổ điện nào ở giữa nhà, hoặc là có thể là kiếm một cái ghế nhỏ ngồi ngay ở dưới đất và đổ một cách rất là thoải mái. Cho nên là nó rất là tiện là như vậy. Đó, mình có thể vừa nghe nhạc mà vừa vừa xem phim mà vừa đổ cũng được. Đó, như thế này mình bây giờ mình cứ tiếp tục mình cứ làm như vậy. Cứ lấy bánh này ra xong, trước khi đổ nhân vào thì lại bỏ bột vào bánh kia. Bánh có bị nghĩa là không có thẳng thớm, mình vẫn kéo ra rất là dễ dàng. Đó, bây giờ cái nhớ là khi mà đổ bột vào nha, mình sẽ dỡ cái máy lên, nghiêng một cái và đổ mạnh ngay chính giữa, sau đó lắc tròn cái máy để bột chạy đều. Đó, trước khi mà mình bây giờ mình sẽ đổ cái bỏ nhân vào trong cái máy này và cái bánh này, thì nhớ là cái nhân mình bỏ nhiều hay ít tùy theo gia vị, tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Đó, bây giờ mình đã làm được là 3, 4, 5, 6 cái rồi đó. Thì mình sẽ dỡ cái máy bên kia ra để bánh chín tróc trước khi mình lấy cái bánh này ra. Đó, đây là một cái trường hợp nè. Một cái trường hợp mà cái bánh nó bị, tức là lấy ra nó bị xấu đó. Nhưng mà các bạn đừng lo, mình cứ làm bình thường và không có gì phải lo lắng, bởi vì mình sẽ có cách để cuốn nó mà sau đó bánh vẫn đẹp như thường. Đó. Trước khi mình bỏ nhân thì bây giờ mình sẽ đổ bánh vào cái khuôn này nha. Thì dỡ cái máy lên, đổ ập ngay chính giữa, vừa xoay vòng để cho bột lăn đều. Đó. Vá một chút xíu nếu mà nó có thiếu, chứ không có gì trở ngại. Đó, thì cái bánh này là cái trường hợp mà mình sẽ gặp khi mình lấy ra không đẹp, thì mình sẽ để nhân ở cái phía mà ngay ngắn. Đó, xong đó mình cũng gấp đôi hai bên lại và mình sẽ giấu cái phần xấu vào phía trong. Đó, mình vẫn có một cái bánh rất là đẹp, không có gì khác biệt cả. Cho nên khi mà gặp cái trường hợp này thì cả nhà mình đừng có lo, vì bởi vì mình sẽ giấu hết, không sao cả. Chiếc bánh này đã tróc rồi thấy chưa? Ập xuống, gỡ nhẹ nó xuống. Đó. Thì bắt đầu đổ bột vào trong cái máy kia. Đó. Dỡ máy lên, đổ mạnh vào ngay chính giữa máy và lăn tròn máy. Đây là lắc tròn cái máy. Thiếu một chút xíu mình bỏ vào, không có gì phải lo. Không có gì, đừng panic. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ nhân vào, gấp đôi hai bên và cuộn tròn lại. Đó. Rồi, thêm một cái nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ dỡ cái máy này lên cho bánh chín tróc và sẽ lấy cái bánh nọ ra. Cứ như vậy, mình cứ tuần tự mình làm. Thì nếu mà mình làm một máy thì mình sẽ phải chờ cho bánh chín tróc. Còn nếu mình làm hai máy thì thật sự ra cái sự luân phiên nó sẽ ngắn hơn, mình không phải chờ lâu. Đó. Nhớ nha, dỡ cái máy lên và đổ mạnh ngay chính giữa. Xoay tròn máy, lắc tròn máy để cho bột dính hết toàn bộ. Thiếu một chút xíu mình bỏ vào, không sao hết. Đó. Rất là nhanh, thấy không? Các bạn thấy rất là nhanh. Mà bánh cũng rất là mỏng các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh này ra. Nếu mà các bạn để ý thì thấy mà cái xẻng của mình, thấy chưa? Bảng to và mình bao cái giấy gọi là saran wrap thì bột cái bánh nó không có dính và gỡ ra rất là đẹp. Đó. Các bạn kiếm mua cái xẻng to như vậy. Nhớ nha, nâng máy lên, ập chính giữa và xoay tròn máy. Thiếu chỗ nào
mình vá vào chỗ đó, không có gì phải lo cả. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái nhân này xong, thì mình nghĩ là mình đã xong được một cái dĩa bánh rất là ngon. Đó. À, bây giờ mình sẽ lấy ra cái là mình nghĩ là hai cái bánh cuối cùng đó. Bây giờ mình lấy cái bánh này ra nha, rồi mình sẽ tắt đi một máy để vì mình đã có xong được rồi, một cái dĩa bánh thật ngon rồi. Đó, mình sẽ không cần xài máy này nữa. À, thì mình đổ nhân vào ở cái cuối cùng, chính giữa của cái phần dưới, và gập hai bên lại như thường lệ ha các bạn nha, rồi cuộn tròn như vậy đó. Mình có một cái bánh rất là ngon. Đó. Bây giờ cái cuối cùng thì mình sẽ lấy ra. Các bạn nhớ mua được cái xẻng to như thế này nha, cái xúc to như thế này để mình lấy bánh ra nó sẽ gọn, và nhớ là bao cái giấy nhựa để cho cái bánh nó dính, không bị dính. Đó. Như vậy là trong cái quá trình mình làm hai máy như vậy thì mình sẽ hoàn tất được một cái dĩa bánh rất là nhanh. Cho nên các bạn cố gắng thực tập sử dụng một máy trước, rồi sau đó mình sẽ dùng hai máy để làm nó sẽ nhanh hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ để máy qua một bên, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Đó. Một dĩa bánh cuốn đổ bằng máy điện 8 inch và không cần đứng trong bếp, chỉ gắm ngay ở giữa nhà hoặc giữa phòng khách, nơi nào có ổ điện. Đó, các bạn thấy chưa, bánh rất là mỏng, dai, ngon. Và cái điều quan trọng là không cần phải đứng trong bếp, mà mình có thể ngồi ngay dưới đất mà mình đổ, nhất là cho các cô và các dì. Đó. Các bạn thấy chưa, ngon ha. Như vậy thì các bạn cứ vào bếp làm thử, rồi cái gì cho mình ý kiến nha. Ngoài cái bánh cuốn bằng nhân thịt thì chúng ta còn có thể làm bánh nhân tôm như thế này cũng rất là ngon. Bánh nhân tôm thì ăn với hẹ, ăn như vậy thì nó sẽ đỡ ngán. Đồng thời mình cũng có thể cuốn dùng bánh đổ bánh để cuốn với xà lách và thịt bò, ăn như vậy cũng rất là ngon và cái khẩu vị nó sẽ khác. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lại nha. Đây là một dĩa bánh cuốn đổ bằng máy điện 8 inch. Và chiếc máy này rất tiện lợi để dùng vì các cô các dì không cần phải đứng lâu trong bếp mà vẫn có thể đổ được nhanh và gọn. Ngoài ra, mình còn chia sẻ với các bạn về cách làm chả chiên. Các bạn nhớ đón xem video kế tiếp nha. Cách làm chả rất ngon và có thể vừa save money mà còn có thể làm đồ ăn rất là sạch sẽ, bởi vì mình biết mình pha chế cái gì. Ở đây là đĩa bánh cuốn đã được đổ bằng chảo điện 8 inch. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Dynasty Kitchen. Nếu thích thì các bạn nhớ like và share nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.